Hey yo, hello nha, chào người nha, chào mọi người quay trở lại với channel mình là từ đường phố đây, rất mong mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của cộng đồng đấu trường FK Arena nha, lại là mình đây. Nhưng mà thôi cứ từ từ đã các bạn, tốt nhất là cái vấn đề này chúng ta lên cứ bình tĩnh từ từ. Ok, giờ đi xem code có chưa nhá. Anh em hôm, bây giờ là đang giờ tối, và sáng ngày mai mình sẽ dò lại một lần nữa xem có nhập code mới không. Vẫn chưa các bạn, vẫn 5 code cũ đây. 5 code này mình có làm video đây không để anh em thể ấn bao lại và nhập nha. Nếu bạn nào chưa nhập thì có thể ấn bao lại nhập. Hoặc là có thể xem lại video cũ mình có video hướng dẫn về nhập 5 cái code này rồi. Ok, thôi quay trở lại game anh em. Ok, quay trở lại game thì chúng ta lại tiếp tục vượt. Hôm nay đang mở mê cung mới này. Đây, tem mình đây các bạn. Đó, mình vừa mới kiếm được cái tem này ở trong hỗ trợ đấy. Có con sát thủ đây mọi người này, đánh rất là ok luôn, sát thủ đánh rất là xịn sò luôn. Đây, rất là nhanh luôn, auto win luôn. Đây. Nhà đam thôi rồi luôn. Như cái máy. Ê, chết, mất tướng, đánh lại cẩn thận. Phải đánh lại cẩn thận các bạn. Ừ, rất là nhanh luôn. Sát thủ lên nó ném cái con diều diều đây, nó ném đập rất là phê mà nhanh. Nên xuống bị kiểm soát đám đông. Mà đây cái này đi. Rồi, chúng ta lại vượt bên khó này nha. Nguy hiểm, lại vượt bên tầng nguy hiểm đây một lần nữa. Vào nào. Bóng ngựa, bóng đêm, tướng mới à? Mình nghĩ mình không cần thêm tướng nữa nha, đủ rồi, đánh thôi. Ui, gắt. Ui, lên. Ui, gắt thật sự các bạn. Phải từ từ, đánh trận này phải từ từ, vậy này phải từ từ lại.
ui nhanh thật sự. Ok mình đánh nha, vượt lên mình quay quặn coi xem tiếp. Ok lại đến động khẩu báu này, vào chiến động khẩu báu thôi. Động khẩu báu thì lên phía tướng này này, rồi đây vậy mình đi xem lại đánh nó nhanh hơn. Nó không có khiên nữa, có an toàn không ta? Mình không có khiên nữa, có an toàn. Trước các bạn cho tem này ra trước để giảm HP của bạn xuống. Ui càng đẹp nhanh thế, ui không mất HP luôn, căng rồi, trận này căng rồi đây, trận này căng rồi đây. Càng đẹp chắc phải để ngày mai mới win được quá. Hello ngày mới anh em, tiếp tục lại nhận quà, làm hết nhiệm vụ này thì nhận quà thôi. Một ngày nói chung bây giờ không có việc gì làm thì chỉ vô làm nhiệm vụ thôi và tích vé. Hôm nay thì mình lại đủ 10 vé để làm một phát x10 rồi. Mình là có ra tướng xịn không thì không biết, nhưng mà cũng đủ rồi các bạn. Mới lên được một tướng mới lên level 160 này. Quà hạt trước này, 10 mạnh nè, cũng được đấy chứ. Chắc cũng được các bạn. Được của nó đấy. Trong quá trình ngồi đợi này thì tích thêm nguyên liệu thôi. Đây, Benenda mình vừa mới cho lên 160 mọi người. Giờ thì tiếp tục đến em Raguan này, nhưng mình đang nghĩ lần con này chưa anh em.
nâng cho lên 160 trước để nó có thể phòng thủ trâu hơn cho tem. Nhiệm vụ gì đây? Hãy trả lại nhận thêm mảnh à. Ngon. Sự kiện lại đổi tiếp. Cái này thì các bạn nó tích đổi tướng nhá. Mình chắc tích không đổi kịp anh em, không tích kịp để đổi tướng nên mình sẽ không đổi thêm tướng đâu. Mình sẽ vẫn đổi nguyên liệu tiếp tục để về sau có gì cho cháu Benda lên nữa. Nên đỏ rồi thì nên huyền thoại đỏ thì bắt đầu nâng anh em. Ok, giờ thì đi X10 nào. Mong rằng ngày hôm nay sẽ X10 ngon, ra được tướng mình cần. Buồn lắm luôn. Danh sách mong đợi đây rồi. Bỏ bớt đi. Bỏ bớt đi, những con không chơi bỏ bớt đi. Tạm thời bỏ bớt đi, những con không chơi tạm bỏ hết đi anh em. Nên những tem này ta để lại đây. Đó. Hàng sao ước cũng vậy. Tạm thời đi. Không biết còn ra từng tím không mà cứ bỏ bỏ anh em. Có 10 vé thôi. Quay. Ồ. Đã không ra tướng tím thì thôi, lại còn ít ra hẳn tướng lam luôn các bạn. Buồn thật sự luôn. Đèn thăng thiên con nào. Uầy, chơi lại còn chơi thốn cái này nữa à. Giờ thiếu hai tướng hệ này nữa anh em. Đấy. Cay thật sự luôn. Chơi thốn thật sự luôn á. Xem vào shop này có bán gì ngon ngon không. Ngoài cái này ra thì chẳng có gì. À đây anh em, được cái này. Gì chat phát. Lâu lắm rồi mình mẹ gì chat đấy. Mở nào. Rồi, một tướng đàn. Tướng đàn có không? Ánh sáng không có luôn các bạn. Thiếu một tướng nữa. Ui, trùng lần cũng nâu đấy. Ok, giờ mình cần nâng thêm một tướng tím đàn nữa này. Một tướng này nữa là chúng ta có thể nâng lên này. Đó. Rồi tiến hóa lên là có thể cho Beninda lên rồi. Ok, cố thôi. Ok. Giờ đi xem code ngày mới có chưa nha mọi người nhá. Vẫn chưa có các bạn. Ui, buồn thật sự luôn, vẫn chưa có code mới. Hãy quay trở về game. Ok, mình mới có tem mới đi săn bảng hội, rất là ngon các bạn nhá. Cái tem này thường tem của mình nó mới lên được chiến thôi. Giờ đánh lên được gần đây vẫn đồng đội này thôi anh em chứ không có thay đổi nhiều, nhưng mà giờ đánh lên được gần 20 triệu đam rồi các bạn nhá. Đây, các bạn xem luôn. Vậy đánh rất là nhanh luôn. Xịn thật sự luôn, giờ đánh phê luôn. Đấy. Mấy giờ vá 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu rất là nhanh. Không biết mà đánh lên 40, 50 triệu như các bạn xem ở trên group không biết như thế nào. Giờ mình mới lên 20 triệu rồi, cảm giác đã rất là phê rồi. Đấy. Tám triệu, 9 triệu rồi, 10 triệu rồi. Mười bốn triệu, 15 triệu. Ô chết giờ, bị chậm à, cố lên. Cố lên nào. Đúng rồi, 20 triệu đây anh em. Đó, vừa tròn 20 triệu đam nha. Vậy rất là ok. Đột phá mới. Ok thôi, giờ thì video này chắc cũng xin phép kết thúc đây thôi mọi người. Không có đột phá gì mới, đành chịu thôi. Hẹn các bạn ở video theo nha, bye bye. Đấy, hôm nay cũng chỉ lên được sơ sơ vậy thôi. Đuổi dọ đồ thì cũng chưa có nhiều lắm. Ok, cố gắng cày cuốc tiếp. Còn giót mình sẽ lại quay ở các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye, tạm biệt, hẹn mọi người ở video tiếp theo.